Hai, chào cả nhà. Lời nói đầu tiên xin chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều sức khỏe. Hiện tại em đang có mặt tại tỉnh Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu. Thì có một người sư cô của thành phố Thi Lê làm lý do cho Thi Lê mấy bé chó. Thì không biết vì hoàn cảnh lý do gì mà người sư cô này không nuôi các bé nữa. Bây giờ em mời cả nhà cùng tới nhà của người sư cô nha cả nhà. Em đang bị bệnh lên nói chuyện hơi khó nghe, mời cả nhà thông cảm. Con chào sư cô điện ở Thi Lê phải không? Dạ, con chào sư cô. Trời ơi, sư cô nuôi quá trời vậy. Cho nên sợ lắm, giữ nó nữa thì sợ. Là sư cô đưa Thi Lê bao nhiêu bé? Mới cuốn rồi, còn dạ. Này là bé đây nuôi rồi. Dạ, vậy hả? Dạ. Đúng rồi, sợ nó ra ừ, con sợ. Đấy là sợ nó dạ, chạy ra đường mất. Cái này mình tu tại gia hả sư cô? Dạ. Trời, thấy ghét rồi trời ơi, thấy ghét không kìa. Thấy ghét quá trời à. Dạ. Không sao đâu. Chú có tiếp phục được nó không? Là ngoài đường người ta đánh rất nhiều á. Là sư cô là cậu của Thi Lê bé này hả? Dạ. Là nó bị làm sao sư cô? Người ta đánh rất nhiều rồi. Bắt đầu cái ngày hôm nay á, nghe cái nó tiếng kêu nó la nó rất là nhiều lần rồi. Còn bây giờ thì đem nó cột một cái hàm trên thôi, nó cột nào nó kéo ra một tụ điện này nó treo lên. Để xong rồi một người phụ nữ cầm cái bao ra để trong nó bỏ vô nó cột á, cái bắt đầu cái phụ nữ rồi nó bỏ nó đi bán. Cô nói à đừng đi bán, bán nhiều bao đưa cho con. Thì nó mới đem vô đây là nó đánh quá trời rồi, coi như là nó muốn ngất rồi đó. Là nói chung là bé là bị hành hạ, bị đánh đập. Ở gần đây sư cô. Trời ơi, nhiều ác như vậy. Dạ, cho nên bây giờ nó sợ lắm, nó rất là sợ, nó cứ nó nghe ra, rất là sợ. Nói chung là nó bị hành hạ nhiều quá nên nó tự vệ sư cô quá. Nó tự vệ á. Nãy giờ nó cũng không có giữ nhốt như vậy chứ bây giờ ngày nào cũng quýnh nó hết trơn á, trời ơi, gì nó ác như trời. Chú nhốt như vậy thì cũng thấy tội nghiệp mà. Cái chân nó còn thấy như là bị sao rồi sư cô? Chảy máu một sáng đem vô chảy máu lại. Bị thương rất là nhiều, bị đánh rất là nhiều. Nó kéo đi mà nó đi không được, nó làm sao nó sách thỏng lên vậy đó. Sách thỏng lên rồi treo ngoài. Treo cái cột rồi cái con nhỏ, một cái người đàn bà cầm cái bao ra để nó cho thằng đấy bỏ vô bao rồi. Bỏ cho làm gì sư cô? Bỏ vô bao để làm cái gì không biết. Vậy cô mới chạy ra cô nói đó. Cũng nghe tiếng nó la đó, bắt đầu cô mới ra cô nói. Bộ nó tính bỏ vô bao nó cũng chết luôn quá trời. Thì cô nói vậy, đi bán nó hay sao vậy? Cái bắt đầu cái nói trời bán nó thì để cho cô đi, rồi bao nhiêu rồi để cho cô đi, bắt đầu nó đem qua nó không có bán là cho sư cô luôn. Để cho cô luôn rồi tội nghiệp quá trời, nó sợ kìa. Dạ nó sợ nó đang dùng á, nó không biết là bây giờ con là người tốt hay người xấu nữa. Nó đang dùng tâm lý nặng rồi. Chú là cậu của Thi Lê hả? Dạ kìa, bé đang sợ quá trời kìa. Nó đang dùng một gặp rồi. Bây giờ ngày nào cũng bị quýnh, ngày nào cũng bị tra tấn thì sao không sợ sư cô? Đánh mà một trận đòn của nó là đánh rất là nhiều, là lâu. Trời ơi. Là đáp nổi luôn. Ủa hỏi sư cô, nếu mà vậy thì nuôi nó làm chi trời? Không, cái chủ trước ở đấy nuôi xong rồi cái đi mà, đi bỏ nó lại, cái nhà trọ này chú. Dạ. Rồi xong cái người khác họ tới ở. Dê rất là nhiều, cô mới xu phun thuốc dê á. Dạ, dê nó ra bớt á. À tức là chủ bé, chủ thực sự của bé là bỏ đi rồi. Dạ. Rồi để bé lại nhà trọ, còn cái người quýnh là như thế nào sư cô? Người chắc mới tới nhà trọ khác. Người khác. Ê! Nè! Nhìn nhỏ cũng đẹp đẽ gì mà trời ơi, bạn ngày nào cũng hành hạ. Ngày nào cũng hành hạ, nó quýnh mà riết mà nó sợ luôn kìa. Dạ, bé còn nhỏ chứ không, bé chưa có lớn tuổi đâu. Bé là con gái. Em là em dạ. Chắc khoảng 6 tháng. Tội nghiệp quá trời luôn rồi sư cô. Giờ mà sáng nay à, mới sáng nay hả sư cô? Mới sáng nay. Nếu không gặp sư cô, không biết sao luôn á. Con nghĩ là nó quýnh chết luôn á. Nó quýnh chết, nó bỏ vô bao nó quýnh chết á.
mỗi lần quýnh có tiếng đồng hồ, sao con nào chịu nổi trời. Nghe cái tiếng nó là cái đánh coi như nó kêu hết nổi luôn đó. Trời ơi. Rất là nhiều lần cho nên giờ bé rất là sợ rồi. Con ơi không có sợ nha. Con dễ ba Thi Lê không có sợ, không ai quýnh con ở đâu nha. Yên tâm đi, chỉ có ăn uống vui chơi nghe kinh Phật thôi. Không ai quýnh con đâu nha. Trắng à, bây giờ con chả biết tên thì con kêu lại Trắng đi. Trắng ơi, dễ ba Thi Lê nha con. Vậy sư cô đặt tên bé là Bạch đi nha. Bạch đi. Bạch ơi, rồi chân nó kìa bị quýnh ghế mà nó khòm luôn rồi sư cô. Hả? Không phải nó khờm mà do cái lồng nó của mình nó, cái chuồng của mình nó nhỏ. Cái chuồng là chuồng của mấy bà anh này là anh chiều cao quá, anh cao quá. Đồ nghiệp quá trời luôn mà quýnh mà quýnh. Chắc ngày nào cũng quýnh luôn quá. Dạ, ngày nào cũng nghe tiếng mà đánh mà cũng như cái tiếng kêu của nó không còn nổi nữa. Ủa mà con hỏi sư cô cái gì, mình không nuôi thôi chứ mình quýnh nó chỉ trời hành hạ thì mình được cái gì ta? Hay là cái này mấy cái dân này mấn dây dân chơi bời chơi đập đá là mình kia mất công mình không biết được. Chứ ai mà đi lỡ là hành hạ một chú chó đó. Không nuôi tôi với hành hạ nó làm cái gì. Rồi mặt nó khờ queo luôn rồi. Sợ khờ queo luôn rồi. Coi như là đuối luôn. Nó hành hạ bên nhà rất là lâu xong nó mới dắt ra đây mà nó mới chơi. Đi không nổi nó xách lên rồi cột lên treo lên cây. Cột lên theo điện nè, rồi xong cái con nhỏ kia nó mới chạy ra, nó cầm cái bao nó chạy ra để ủa mà cột lên là đem bao chắc là tính bỏ vô bao hả ta? Nó bỏ vô bao, cô thấy rõ thằng rằng mà cô nói, đem đi bán hả? Thì học bán cô để cô đi. Thì nó mới cái con nhỏ đó nó thôi đem vô cho bà anh ơi. Là nó bỏ cái bao này hả cô? Không, cái bao nó đem về được. Lại đưa nó vô chuồng, lúc đó nó cũng mệt lắm rồi mình mới đưa được vô chuồng, cho nếu nó mạnh bạo không đưa được đâu. Đồ nghiệp quá trời à. Hành hạ thứ gần ngất xỉu thôi. Cái này giống như là khi mà nó hành hạ các bé á, là cái cảm giác của nó sung sướng hay sao á. Mấy người cũng bị bệnh quá. Không có thiệt sư cô, giống như mấy người bị bệnh rồi đó. Chứ thấy giờ nó thấy người nó run rồi. Dạ nó sợ người, con người quá, con người đối xử nó tàn ác quá mà ngày nào nó ra quýnh thì lấy sao nó không sợ. Ừ mà dê nhiều lắm, con mới lấy thuốc dê của quân cho nó ra bớt á. Nó không có giữ đâu mà do nó ở con nói thiệt sư cô là không có bé chó nào giữ hết trơn á, do là cái những cái môi trường các bé ở như thế nào thôi. Con người mình cũng vậy, con người mình nó cũng không có hung dữ. Dạ. Mà do là con người mình nó ở cái môi trường á, nó chưa thấy vừa bé đấy thì có sao đâu. Để mất công lắm, gặp ba cái dân gì đâu không mà nó đem qua nó cho đó, là tưởng nó bắt thì bán, cô tính là cô mua, nếu nó bán là cô mua. Dạ. Nhưng mà nó đem qua nó cho nó, cô làm gì cô làm đi. Bạch ơi, con yên tâm nha, từ đây là không ai quýnh con nữa, không ai hành hạ con nào, nó nghe răng rồi cô. Dạ, dạ. Nó cảnh giác con người á. Cảnh giác dữ lắm. Tại hành hạ nó quá mà. Thôi nào đừng nghe răng con. Từ nay về sau không ai hành hạ con nữa đâu nha. Làm nha. Nha, yên tâm nha Bạch. Con thoát khỏi tay tụi ác quỷ đó rồi. Chứ ngày nào nó hành hạ nó quýnh con hết trơn á. Nghe Bạch nghe nè. Cột sao được, nó cột nửa hàm trên này, nó cột cái nó sắp lên lỗ tai. Ủa? Yeah. Là nó cột nửa hàm trên luôn. Dạ, nó cột nửa hàm trên này, dây lên hàm trên như này. Dạ. Cột trên hai bên đây sáng, sáng có ra luôn. Nó hả miệng chứ đâu ngậm được đâu. Nó cột sát luôn trong. Nó cột rồi nó treo lên cột điện. Dạ. Làm mình duy trời. Coi như là nếu như mình không có gặp mình là nó chết rồi. Nó sẽ chết. Thôi thì trước mắt con cảm ơn sư cô. Nhờ có sư cô mà bé coi như thoát khỏi tay những con người ác quỷ, con nói vậy đi. Chứ bây giờ thấy sư cô nói ngày nào cũng đem nó đánh hành hạ, mà không phải là một lần mà nhiều lần. Nhiều lần nghe tiếng kêu của nó phải gọi từ ác quỷ đi chứ không phải là con người nữa rồi. Thì đó, nhờ có sư cô mà bé nó thoát khỏi cái cảnh đó. Ông Nhân ở nhà rồi. Thì con cảm ơn sư cô rất là nhiều. Không có. Tại vì cô cũng hay coi clip của Thi Lê. Dạ. Thì bây giờ con nói đơn giản thôi. Không bắt máy tự nhiên cũng rất là sợ nha. Không biết làm sao. Tại một ngày nó rất nhiều cuộc điện thoại sư cô đúng không? À. Nhiều khi đang đi cứu chó rồi gọi đâu kịp nghe. Chứ bây giờ không có sư cô rồi con thực sự bây giờ không biết bé như thế nào luôn. Đó. Rồi coi kìa bây giờ nó sợ hãi rồi nó dùng vậy kìa. Yên tâm đi con. Thôi bây giờ con xin cảm ơn sư cô nha, nhiều nha. Con xin phép con bỏ bé vô chuồng. Dạ. Dạ. Bạch ơi. Đi về nha con, không có sợ nha. Nha Bạch. Về ở với bạn. Bạn đông lắm. Tội nghiệp quá trời, tội nghiệp luôn mà. Nghĩ sao nhỏ vậy mà treo lên cục điện.